Hello chào mọi người, chào mọi người ngoại. Hello tất cả mọi người, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và người thân, và tôi sang trận là quay trở lại đây. Trời ơi, nhớ gì như là nhớ vua cơm ăn ba bữa mà tối nó ngủ nó cứ gọi là bình thường luôn. Hãy luôn lạc quan lên, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và kèm theo chó. Thầy Hùng ơi, lâu lắm mà chẳng lướt Chạy Gà Ngố. Anh em xem Chạy Gà Ngố này có gì hay, có gì vui nào. Và vâng, thưa tất cả các bạn khán giả của kênh Sang Tròn ngày hôm nay, tôi Sang Tròn rất vui khi mà có được cả cơ hội để cho các bạn xem cái Chạy Gà Ngố trong cái buổi tối ngày hôm nay nha các bạn ơi. Mà rất vui, rất lâu rồi anh em mình mới có thể ngồi cùng với nhau để xem cả Chạy Gà Ngố. Ok, tôi không thể nào nhớ được cái lần cuối cùng mà tôi lướt Chạy Gà Ngố nó là lúc nào. Có thể gọi là rất lâu rồi mà tôi không nhớ nó là ngày nào, nhưng mà không sao, lướt lâu như thế thì nó mới có được những cái bài đăng nó chất lượng, những cái hình ảnh nó hay, những clip mà nó thực sự là đẳng cấp. Cho nên mình cùng xem được chưa ạ? Nếu mà bạn nào mà chưa tham gia vào group Chạy Gà Ngố thì các bạn hãy tham gia ngay, link mình đang để ở dưới phần mô tả. Và khi mà các bạn tham gia vào group Chạy Gà Ngố, biết đâu một ngày nào đấy những bài đăng và những clip của các bạn sẽ xuất hiện trên video của tôi hoặc là trên stream của tôi thì sao. Ủa, tuyệt vời luôn. Lâu lắm rồi tôi không lướt thì mình xem ngày hôm nay. Ê, thằng nào mà gọi tôi ngoài như này nhá, thề luôn, đấm như không chịu một phát nào. À, bạn này là gặp anh em tôi ở ngoài hôm sự kiện đúng không? Đùa, ông bên phản này là ai gì đẹp trai nhỉ? Thề thực sự ấy. Thôi các bạn không thể đi đâu, bỏ đi. Đồ, anh này bên phản nào đẹp trai dữ gì trời. Ê, ôi cái mắt nữa. Ê, thằng này nó ép filter rồi đúng không? Này nó ép filter vào hay gì vậy? Cái mắt thâm chịu được. Ủa, vẫn cây ép thấy comment của E Thịnh Hà ta. Anh bảo này thật đấy, không thấy thật. À, thử sửa số 5 hay số khác xem có thấy không? Thử sửa số 10, 15 hay 20 gì đấy xem nó hiện không? Ơ, thấy comment của mày hồi nãy. Ui, cảm ơn thật lưu với 20 đô nhá. Cái này là cái gì nhá? Chicken gang khúc thị hương. Quả con ếch này mẹ cu te bá đá luôn. Sau khi đi co giải về, mình cảm thấy yêu đời hơn. Cảm ơn các thần tượng trong lòng đã ký tên. Ý trời. Thế tôi ký cho bạn này nhá, trong một remind ghi thêm chữ ngu ở cay vã lìn. Paybreak win Tokyo Master, 100 hội viên cho anh em viewer kênh Sang Trần. Ôi, ông này ông nào nhá? Ông này là ông nào? Cho cả tên đứng ra nhận để gọi là có cái sự uy tín trong cái tình huống này đi. 100 hội viên thì ít gì anh em. Thôi được rồi. Tôi nhớ bạn này. Tôi sẽ nhớ bạn này. Ok, yes sir. Anh này buồn cười quá. Ê, cái anh này là cạnh cái chị áo trắng này. Cạnh cái chị là áo đen. Anh ấy vừa chơi cái kèo 100 sau hội viên vào. Tôi kiểu cái này là gì mà tôi vẫn làm các bạn ơi, nhìn nó hay. À, cái này là mấy bức tranh mà bạn Quân mà để vẽ tặng anh em tôi nè. Ui, vẽ đẹp kinh khủng. Có hai cái Easter egg mình nhét vào cái túi đeo chéo bảo hoàng. Đây là cái tôi lắc đi rồi, tôi lắc đi từ phản ứng của tao này. Nhét thêm thằng ngố bên ngoài vào hả em? Cái này là nó mang rất là nhiều cái tính chất nghệ thuật ở trong đây đấy. Nó có một chút gì đấy gọi là chất nghệ đấy. Băng tùm lum. Ủa, em nào ấy nhở? Mẹ lại được không? Mẹ lại được không? Tôi nghiệp bảo hoàng nhà tôi. Tôi yêu bảo hoàng nhà tôi lắm. Mỗi tội hay bị trêu. Đấy, nói chung là đợt Evening của tôi hơi trời hơi nóng luôn, là anh em thằng đép người cũng ướt ơn khiếp. Thằng đợt tôi đi Vinh ấy các bạn ạ, đây tôi bóc phốt đầu ra luôn. Đợt tôi đi Vinh, đi sự kiện ngưng cả ngày xong về phát thằng Sang mặc đúng cái áo đấy, đúng người như vậy, nằm lên giường ngủ luôn. Tôi chửi thằng mày đi tắm ý, đeo tắm kệ con tao, không nó đi ngủ luôn. Và mẹ tôi nằm cách xa đó phải đi mẹ tỷ km tôi mới ngủ, tôi mới dám ngủ. Tôi đi ê. Tin không chuẩn, phản đối. Tin này không chuẩn thưa tất cả mọi người. Thằng này nó mồm điêu. Ngày hôm đấy tuy người rất là mệt và rất là nóng, và đi cả ngày người mồ hôi các thứ, tôi về đến khách sạn tôi vẫn tắm rửa đầy đủ sạch sẽ rồi, tôi mới lên giường tôi nằm tôi đi ngủ. Tin này là tin không chuẩn. Chó này đang sự kiện mày tội vu khống người khác.
Alo. Alo. Ông Trạ hả? Ông Trạ hả? Ông Trạ nghe nè bà Trạ ơi. Ông Trạ đang gì à? Ông Trạ đang ngồi nói chuyện với 4 triệu người coi nè. 4 triệu người coi hả ông Trạ? 4 triệu người coi, bà Trạ đang làm gì á? Bà Trạ đang nhớ ông Trạ. Sao lại nhớ ông Trạ vô này? Xem clip này xong xuống nó có luôn cái ảnh này, em bị hợp vãi luôn nữa rồi. Ui, ui, bây giờ đang trừ con ma này. Sebastian William, we pray you to hear us. Mày hiểu tiếng Anh không? God Almighty. Đồ ngầu ghê luôn á. Let it be before your greatness. The power of Satan is trembling. Thằng lùm sang. Defeat our enemies. Đừng giấm tù. Cái này là video bắt ma. Hey. Không hiểu vì một lý do nào đấy, ngày xưa tôi đã lấy cái tên này và tôi không thể nào tôi đọc ra được. Các bạn tự mà đọc nhá, tôi không đọc đâu. Bằng một lý do gì đấy, khoảng tầm 8 cho đến 9 năm trước tôi đã chọn cái tên này, Jesser. Và các bạn đừng đánh giá suy nghĩ của một thằng nhóc 12, 13 tuổi nhá, đừng đánh giá. Ở năm các bạn 12, 13 tuổi các bạn nghĩ y như tôi thôi, hứa luôn. Ok, tôi chưa đọc ra, cái này là Cò Gầy Gaming, Jesser. Cò Gầy Gaming nhá, Cò Gầy Gaming, ok. Cái gì, cay cùng cái gì các bạn nói chuyện. Các bạn hãy tham gia group để cập nhật những thông tin mới của anh em mình, hoặc là vào đây để giao lưu cùng với các bạn. Sinh viên đây, nữa các bạn. Sinh viên của... Đại học Bách Khoa. Và tôi hạnh phúc. Đấy rồi, các bạn thấy không? Hạnh phúc. Đấy, thấy không? Đấy là những lời đến từ sinh viên Đại học Bách Khoa. Không hiểu làm gì cả. Các bạn hãy các bạn đừng vào Đại học Bách Khoa. Vào là chết đấy. Các bạn, đây là cái bẫy. Đây, ê, đừng đánh con. Mày thích lắm, mày thích nói nhiều hơn hả? Chắc cơ luôn. Thằng Đa Linh lại để cửa không khóa ấy. Nói bao lần rồi. Ê, thề luôn ấy. Không thể chấp nhận được. Để viewer tôi bị làm sao ấy. Các bạn đừng cười tôi trong tình huống này được không? Làm ơn có từng người đi. Từng người đâu rồi? Thế giới này bị làm sao vậy hả? Xã hội này bị làm sao? Báo chăn quyền. Báo chăn quyền ngay lập tức. Đừng làm như này mấy ni ơi. Giỡn hoài ni. Làm này tôi buồn rồi ni ơi. Hiếu Lê Ba ơi. Bạn ạ, nếu như mà bạn xem được stream này, tôi rất muốn được cầm cái kiệt tác này. Nếu như tôi được cầm cái kiệt tác này trên tay, và tôi được một cái diễm phúc nào đấy, thì tôi treo nó lên đây, tôi thề luôn. Treo ngay trên tường sau tôi à. Thì nó sẽ là một cái niềm hạnh phúc của tôi từ giờ đến cuối cuộc đời này. Bạn Hiếu Lê Ba ạ, thực sự. Thề cái chó nó làm cái ảnh này đây. Đây là thằng Phan Hoàng được tháng 9 năm ngoái đi Predator Fest á. Em ơi, đợt này nó gầy thế. Các bạn ạ, Phan Hoàng đợt này nó béo vách cả đá luôn. Tôi cho bạn xem clip này. Thì vừa nãy tôi mới làm, nhìn thực sự là đẳng cấp luôn này. Mà thôi chắc là các bạn không thấy gì đâu. Không có cái ma quỷ thì mình phải sợ, các bạn hiểu không? Cái thứ quỷ duy nhất tôi phải sợ đấy là quỷ sách aka Bảo Hoàng. Eo ơi. Eo ơi. Ơ trời ơi. Tôi vừa làm xong một con game liên quan đến Sanction. Game đéo gì đây. Biến Sanction thành game kinh dị. Maybe, ok. Xem thử rồi. Xong rồi tôi thêm các hiệu ứng hình ảnh vào để tạo cảm giác ghê rợn, như là đèn sang tối, đèn từ góc nhìn người chơi, khung cảnh xung quanh như đường xá, nhà, đèn. Về phần âm thanh quang sen thì tôi lấy cảm hứng từ Lavender Town để tạo ra nhạc quang sen. Nhạc đéo gì này, nghe sợ ấy. Con mẹ. Game trốn thoát khỏi ăn xe đã ra mắt tối qua trên itch.io. Mong mấy ông ủng hộ từ game này và mong anh sẽ xem được. Vậy thôi, tạm biệt. Yes sir, anh xem được rồi em ạ. Cô... Cái gì đây? Thanks for ửa tờ trinh.
Kiệt EJ Chicken Gang cái gì này? Dừng xe đi, dừng xe đi. Ô, tình huống trộm và thanh niên chạy rất là nhanh nhé. Ui. Trời, tội của mày, tao nói mày nghe nha. Bốc đầu lẹt lách, đánh võng, quá tốc độ, chống người ngàn công vụ. Ủa. Ôi, mình bắt cóc rồi. Ui. Ôi, nó bắt cóc, rủ ra kiểm cho bọn chức hạng cho mọi người. Anh ơi, mình bắt cóc rồi nhá. Ôi, ôi. Cần gấp nha. Dừng lại. Bảo mấy cái thằng bắt cóc tao nhá, đến ăn bú rồi nè. Cày không? Ôi, một cái cày điều cày. Ôi ôi. Ê, tôi có một cái này, tôi muốn gửi gắm anh trước nhá. Có gì nhờ anh mong đại bản bán hộ. Mày mình cảm giác như đang xem in một cái trailer phim ấy hả? Tao nói mày cái này, một là mày xóa cái tài khoản Twitter đó. Ôi từ từ, cái gì? 3 2 1 Xuống vấn đề sau thì em vừa nói đấy là trần biết được việc có một vì á đấy là chúng ta muốn cài người vào bên nó long đại bàng thì cần thêm hàng bán cho nên là chúng ta sẽ phải bắt đầu đi vào sản xuất và việc thứ ba là trọng thủ chúng ta đang bắt đầu có một số kẻ thù ở trong cái thành phố này. Sắp tới thì tôi buôn bán kinh doanh làm ăn một số mặt hàng từ việc thứ tôi cần bây giờ nó khá là tế nhị đấy là tôi cần những người mà tôi có thể tin tưởng được cập nhật được thông tin từ sở cảnh sát đến tổ chức của chúng tôi một cách sớm nhất có thể. Đủ hay chỉ là một giấc mơ? Đủ. Ôi bạn này. Chào sĩ quan nhá. Sĩ quan nhá. Có vấn đề gì không hả sĩ quan? Tao bị còi đau đầu ấy, có trẻ con rồi đấy. Sĩ quan dùng tiếng người được không ạ? Đủ bạn này lựa nhạc hay quá đấy nhá. Đây lựa nhạc hay quá đã. Được. Và cái Zalo phim này thực sự là cuốn đấy. Và thoảng bạn không? Nó ngửi thấy nỗi sợ của đối thủ luôn. Không phải là nghe nữa. Có hiểu bọn này bị làm sao? Bị điên khùng cái gì trời. Anh ơi. Em gửi nè. Cố gắng nha. Hắn em tôi nói chung là nó làm việc thiện như này thì cũng tốt cho nó hiểu không? Tức đức biết làm việc thiện như này là tốt. Đúng là em tôi rất là đánh giá cao thằng này. Biết giúp đỡ người khác, lá lăn đùm lá rắt đi các bạn ạ. Nó phải là như thế đó. Thực tập này thì chịu. Hắn cảm thấy sao khi bạn bè đều đồng hành và chia sẻ cùng anh trong suốt sự nghiệp này vậy ạ? Vui hay hạnh phúc cũng không đủ để diễn tả. Dùng cái từ biết ơn có vẻ sẽ hợp lý hơn. Có cá lửa. Tôi sẽ lợi dụng mấy thằng này cho đến khi hết giá trị thì tôi tìm team mới để tôi bú phêm tiếp. Vui vẻ mấy cái thằng này. Đây chính xác là cái giọng của tôi khi mà tôi viết những dòng này các bạn ạ. Clip này tôi có xem rồi. Nhưng mà clip này bản quyền, thực sự clip này rất là hay. Cho nên bạn nào mà muốn xem được clip thật sự là đẳng cấp và chất lượng này đến từ bạn Nguyễn J, các bạn hãy tham gia vào group chạy cả ngủ ngay từ bây giờ để có thể xem được những bài viết, những cái ý tưởng rất là hay đến từ các bạn trong chạy cả ngủ. Link mình đang để dưới phần mô tả và ở trong cái comment của livestream này cho tất cả mọi người. Yes sir. Chạy luôn đi go my friend. Go bên này. Biết ông thương không? 30 seconds left. Thương nào? Thương cho ta thương cơ. Con nhỏ xa hôn. Chuyên từ nào? Phỉ. Lại một tình thân gầy héo hôn. Cùng tình năm xưa chẳng còn. Nhưng sao em mãi sự tâm. Vô nhạc tới ơi, sẽ ghép cái tiếng hợp này. Cú te vãi lìn. Ngày hôm trước tôi xem được một cái clip. Một con rạch cá nó phải gọi là béo nhất của cái thế gian này luôn. Tôi cho các bạn xem thề. Eo ơi. Eo ơi nó béo. Ôi. MC VCS đi ỉa. Vãi lìn. Đéo nào tin được. MC VCS cũng đi ỉa ư.
có cái này nó chỉ là câu chuyện mà tôi nghĩ ra những cái tiêu đề thôi các bạn ạ. Tôi chỉ nghĩ ra những cái tiêu đề tôi đặt trong video mới thôi. Bên đây là quầy đồ nữ các bạn. Just do it. Kỷ niệm là thứ giết chết con người chứ không phải là phóng lợn các bạn ạ. Đúng, chỉ thực sự là kỷ niệm thôi. Phải Jojo Uno à? Hay á, được á, cái này hay à. We'll be asking the questions. Cái này thì xem đi, là ăn bản quyền hình ảnh thôi, không ăn không xem được. Mama Coco. Cái này cũng bản quyền hình ảnh luôn. Các bạn ạ, riêng về hình ảnh là tôi bắt đầu nó dám làm luôn. Sợ quá đái luôn. Âm thanh nó còn đỡ nha, riêng bản quyền hình ảnh là nó gõ không trượt một phát nào thế. Cho nên nếu như mà các bạn muốn xem những cái clip thật sự là hay đấy, hãy tham gia vào group chạy gà ngủ ngay bây giờ để có thể được xem những clip đặc cấp đấy nha các bạn. Yes sir. Cứu tôi với anh em. Nếu anh em thấy dòng chữ này thì hãy comment tăng lương editor để giúp tôi. Cái lần sau tôi phải gọi là chấn chỉnh lại cái phong thái làm việc của thằng này mới được các bạn ạ. Thực sự là phải chấn chỉnh đó. Cái fan này thì chịu các bạn ạ. Ảo game. Không đâu rồi. Đây được ghi ra được bật lên và đây sẽ là một round chắc chắn. Đến được vị trí của chicken gang với tỷ số 2-1. Bàn chicken gang đấu với 500 rốt. Alo gì? Chúng tôi là. Và thế là chúng ta đã xong cái buổi lướt chợ gà ngố ngày hôm nay. Có lý do gì mà các bạn không tham gia ngay vào group chợ gà ngố, link mình đang để ở dưới phần mô tả các bạn ạ. Và hãy tham gia vào đây. Tôi tự hào, hạnh phúc khi là thành viên của chợ gà ngố. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Đừng vào chợ gà ngố, vào là chết đấy.